Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Lúc này đang là buổi sáng của ngày 20 tháng 5 năm 2024. Bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải lại đang tiếp tục vừa chốt đơn cho một chú khách tại Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Và trước giờ bàn giao cho chú thì Đồ gỗ Hoàng Hải xin quay lại một cái video ngắn để gửi tới quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm trên. Tác phẩm là đôi tranh cá chép chơi trăng hay còn gọi là Lý Ngư Vọng Nguyệt. Với kích thước là 37, chiều cao là 1m17. Chất liệu gỗ gụ và được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải đóng mộng khung rất là chắc chắn quý vị ạ. Và quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian để cùng với Đồ gỗ Hoàng Hải sẽ review lại tác phẩm này. Trong buổi sáng ngày hôm nay, Đồ gỗ Hoàng Hải đã chốt cho chú Thuận tại Gia Lâm, Hà Nội. Tác phẩm tranh cá chép chơi trăng này rất là đẹp. Trước đó thì Đồ gỗ Hoàng Hải đã quay lên trên kênh. Nếu quý vị và các bạn có thể theo dõi trên kênh thì có thể thấy được là bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải là ra được 3 đôi như này. 3 đôi giống y hệt nhau như này. Và hai tác phẩm trước đó thì một tác phẩm đôi tranh cá chép là về với một chú khách tại Thái Bình, tại Kiến Sương Thái Bình. Và một tác phẩm nữa đó là một đôi tranh cá chép nữa về với cả bác khách tại Thanh Trì Hà Nội. Và đây là tác phẩm cuối cùng, Đồ gỗ Hoàng Hải còn một đôi này duy nhất. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Đỗ Hoài đã chốt đơn cho chú Thuận tại Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Và quý vị các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình đây. Phải nói cực kỳ đẹp. Trước đó thì Đỗ Hoàng Hải cũng đã quay đi quay lại khi còn đang để nguyên phần mộc, cũng như là vừa hoàn thiện xong tất cả các khâu thì Đỗ Hoài cũng đã quay rất nhiều rồi đấy ạ. Vậy nên Đỗ Hoài xin phép là chỉ việc quay qua và cũng nói qua về tác phẩm này thôi. Cực kỳ đẳng cấp. Đó, từng cái mắt cá này, từng cái chỉ nước cũng được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải xây nọng hết nhá quý vị nhá. Đó, từng cái chỉ nước đều cắt bằng tay 100%. Đó, với chất gỗ Đồ gỗ Hoàng Hải sẽ quay cho quý vị các bạn thấy. Đó, đóng mộng này quý vị này. Đó, hàng bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải là được đóng mộng nhá, chứ không dùng đinh, chốt mộng. Đó. Và thay mặt đội ngũ sản xuất thì Đồ gỗ Hoàng Hải cũng xin chân thành cảm ơn chú Thuận tại Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đã tin tưởng và ủng hộ bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải đôi tranh cá chép này. Và sau video này thì Đỗ Hoài sẽ lập tức đóng gói và gửi bàn giao tới tận tay cho chú. Và ngoài tác phẩm trên thì bên cơ sở Đỗ Hoài cũng còn rất nhiều những tác phẩm đang trưng bày tại không gian trưng bày của Đỗ Hoàng Hải. Như quý vị và các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình đây, gồm có tranh ngang, tranh bộ, hoành phi, câu đối, dập gụ, tù chè, rất là nhiều. Tranh tư quy bốn mùa, đĩa, rồi là khay cháp, gỗ chắc, tranh chữ rất to, rất đẹp như quý vị đang được nhìn thấy. Những tác phẩm mà bên cơ sở Đồ gỗ Hải đóng gói, Đồ gỗ Hải đóng gói để chuẩn bị kịp bàn giao cho tới những khách hàng yêu quý của bên cơ sở Đồ gỗ Hải. Rất nhiều những tác phẩm đã được bàn giao trong những dịp gần đây. Đó, quý vị đang được nhìn thấy này. Đó, hàng bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải là xuất liên tục quý vị nhá. Làm không kịp bán quý vị ạ, làm không kịp khách đặt. Đó, rất nhiều những tác phẩm đang được bên cơ sở Đồ gỗ Hải làm hàng đặt cũng như hàng bán. Đó, quý vị các bạn quan tâm đến sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ Đồ gỗ Hoàng Hải qua Zalo số 0984368681. Đồ gỗ Hoàng Hải có địa chỉ tại làng nghề Khảm Trai truyền thống, thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị các bạn, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để được ủng hộ, để ủng hộ bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải, để bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải ngày một phát triển hơn. Và rất mong được sự đón nhận của quý vị các bạn. Và Đỗ Hoài xin một lần nữa kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chú khách tại Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong những video sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào.